Đây nè các bạn, anh em mình bữa nay có con rắn hôm giờ anh bự lắm nha các bạn. Con này chắc cũng ký mấy à. Để cho mình căng cho bạn xem nha. Đây con rắn này gần ký rưỡi nha các bạn. Ký rưỡi yếu nha. Đó, quá bự luôn nha. Đây đây đây. Đó. Bắp này phải bắp tay mình luôn á. Bự lắm. Cái con rắn này anh thấy anh đi làm các bạn, anh bắt được hai chú làm lắm nha. Con rắn này tính cũng khá bự các bạn. Rắn này nãy anh em mình căng được ký rưỡi nha. À, bây giờ anh em mình sẽ đem rắn đi làm thịt nó chế biến món ăn nha các bạn. Rồi đây các bạn, cái rắn anh em mình nãy giờ anh em mình làm sạch sẽ nha. Rồi bây giờ rắn này nè các bạn, anh em mình sẽ lọc cái phần thịt này ra nha. Thịt với xương lọc ra riêng nha các bạn. Rồi bây giờ anh em mình tiến hành làm nha. Rồi rắn tới khi anh em mình lọc thịt các bạn, cái lượng sống này nè. Đó bây giờ mình lấy dao mình bén mình cạo sơ nó nha. Đó. Con này dài cũng 2 mét anh thấy không? Ừ, 2 mét cũng đã qua khỏi đầu luôn mà. Đó, bây giờ anh em mình lọc cái thịt nha các bạn. Khi mà mình lọc cái thịt ra thì anh em mình cắt cái từ ngay húp ngay chỗ cái lỗ đít đó nha. Cái lỗ hormone á. Đó. Đó là mình cắt ngang này. Đó, bên đây cũng vậy luôn. Cái thịt á mình lọc thịt á làm mình lấy thịt từ dưới đít mình lấy lên, còn xương sườn á các bạn tách là tách từ trên cái phần cổ rồi tách xuống các bạn. Rắn này bự lắm. Ừ. Đây bạn, cái phần thịt này nó ra nha, rắn này hơi bự bạn, cứng lắm, cứng lắm. Quá cứng các bạn ạ. Đó, này hay tước lên nó dễ không? Mà cũng cứng lắm. Cái rắn này hơi bự. Rắn này hơi cứng các bạn ơi. Đó, giờ anh em tách từ cái đuôi tách lên nha. Cứng lắm. Tại rắn này nó già lớn tuổi rồi. Dạ. Đó. Cứng lắm. Cái này các bạn có thấy có bao tay nha. Xương này bóp cho đau lắm. Đau quá. Kéo xương. Đau quá thì nó nhẹ chứ nó là đau. Nó xương nó bén đó các bạn. Đó. Mày hai tước đã đó. Rồi. Thì bây giờ anh em mình tiến hành mình sẽ lấy cái phần xương sườn nó ra nha, xương sườn đó. Đây, cái phần ở trên cổ nè các bạn. Đây bạn, đó, thấy chưa xương sườn nó nè. Xương sườn thì nó mềm lắm, mình gị tan cũng được. Con này sáng anh thấy bụng bự anh bắt đi các bạn. Nè anh đập ngay cổ nè. Đó. Con này sáng cũng căng ký gửi mà sao nãy giờ anh em căng còn có 1,4 kg gần ký gửi à.
à, từ cái bao bì ra, chứ còn là chừng cái tư cái gì. Đó, các bạn thấy lọt cái sườn nó dễ không? Đó. Thấy đó không các bạn? Cái sườn này anh em mình chiên giòn luôn nha các bạn. Còn nếu mà mình không chiên giòn thì mình bằm ra cũng được, bằm ra làm súp bánh đa cũng được, tùy theo ý thích của mấy bạn à, mình muốn làm món gì mình làm. Còn bữa nay thì anh em mình riêng cái thịt mà anh em mình tách ra thì anh em mình sẽ làm cái món gắn sầu lăn nha các bạn, gắn sầu lăn nước cốt dừa. Hết biết làm món gì ăn gắn sầu lăn. Bạn nào biết làm món gì là comment lên giùm nghe các bạn. Phải nói các bạn cái ý tưởng nào hay, món nào hay thì món nào hay chỉ lên gắn làm gì đó, comment lên cho anh em mình biết đường mình làm nha các bạn ơi. Hết biết làm món gì. Đó các bạn thấy xương sườn nè, đó tắt cái đã không, cái này mình chặt khúc. Rồi bữa nay mình giao nhiệm vụ cho anh Hiếu anh làm bếp tưởng nha các bạn. Bếp nữa các bạn ơi. Có món nào các bạn comment lên giùm nha, mình không biết làm món gì hết trơn á, giờ chỉ làm món gắn xào lăn chấm bánh mì vậy nữa. Rồi anh Hiếu giờ anh sắt cái phần thịt lên nha các bạn. Đó giờ anh em mình cái thịt này còn thịt không à, không có xương các bạn, mình sắt khúc khúc vừa ăn thôi. Cái đầu anh em mình tiến hành xào lăn nha. Phải nói gắn này nó xấu số, gặp anh Thái bụng bự các bạn ơi. Gặp Thái bụng bự là tiêu với ảnh liền. Anh Thái ảnh đi làm các bạn. Đó, anh ngồi anh làm anh gắn bò vô tới cửa luôn các bạn ơi. Ảnh với ông chú ông gượt, hai người gượt bắt quá bự luôn à. Đây các bạn cái phần xương sườn á, anh em mình bây giờ thời gian cũng sắp tối các bạn ơi. Bây giờ anh Hiếu chặt ra anh em mình xào luôn nha, xào gặm được nhiều gặm. Bây giờ mình chiên mình không có thời gian chiên rồi, tối à. Gắn anh em mình làm ra nè, còn một đống thịt luôn các bạn, xương có, thịt xương có, ra xương thịt ra thịt nha, gắn này bự lắm. Cái giới thiệu các bạn luôn nha, cái phần gia vị anh em mình xào cái món gắn xào lăn các bạn. Ở đây anh em mình có đây kiểu củ hành tím băm nha, tỏi băm, đây ớt băm bạn, ớt băm nằm dưới đây nè, dưới sả băm thì sả cây nữa, đây là nghệ nha các bạn, nghệ băm nha các bạn. Thì những cái phần rau trên đây thì anh em mình dùng để chút xíu nữa mình nấu gắn gần chín rồi mình thả vô y như phần tiên tí các bạn. Đây rau rau ôm đó nha, nhưng mà riêng cái đặc biệt cái đây các bạn, cái cúc dừa nha anh em mình mới đi mua về nha, dừa mà dừa nạo á, bây giờ anh em mình mới dắt được nó cúc dừa ra nha. Đó mình chút xíu nên cái phần này là phần chính các bạn. Anh em mình có thời gian rảnh thì anh em mình quay clip để chia sẻ với các bạn nha. À, mong các bạn ủng hộ kênh em mình để anh em mình có thêm cái động lực để mình làm những clip hay nữa nha các bạn. Và anh Hiếu cho gia vị vô xào cho phi cho nó thơm nha các bạn ơi. Bữa nay anh em mình làm cái chảo siêu to hả anh Hiếu? Siêu to luôn. Gắn bự phải chơi chảo bự hả? Đó bây giờ gia vị thơm mà anh Hiếu mình bỏ gắn vô xào nha các bạn ơi. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Thấy chảo nước miếng hả? À. Các bạn thấy cái chảo là bự lắm mà thấy mình gắn mình xào thấy không các bạn, cả nửa chảo á, cái chảo này tính ra thấy gần 3 gang hay không, từ non nha các bạn, bổ canh thôi nha. Thì là mình cho gia vị cho nó thấm luôn phải anh Hiếu? Thấm luôn, thấm luôn, gắn luôn. Rồi bột ngọt, một muỗng cà phê, một ngọt các bạn, muỗng cà phê còn no, quá hấp dẫn à. Đường luôn các bạn, hai muỗng đường anh Hiếu đủ rồi, cái gì chứ muỗng nhỏ rồi, muối luôn các bạn, muối các bạn cho ít thôi nha các bạn, rồi để mình xào lên nha.
Giờ anh Hiếu anh sẽ xào lên cho thấm cái phần gia vị vô thịt gắn trước nha các bạn ơi. Quá hấp dẫn, thịt gắn săn quá săn à. Rồi bữa nay anh có biểu diễn sóc chảo gì không? Hả? Sóc thử nữa các bạn. Sao? Phải ăn không phải thì ra ngoài luôn. Đó. Sáng này hơi chẹt các bạn. Em nghe tiếng hận bay hoài anh Hiếu. Nó hơi chẹt. Nhưng mà biết sao không? Sao? Rồi, sao không ăn ra ngoài luôn rồi. Đây nè các bạn, cái mình anh em cái hai bình cúc dừa nha. Cái này là nước nước cốt luôn nè. Nước cốt đầu tiên này, cái này nước giảo. Thì bây giờ anh em mình sẽ bỏ phần nước giảo vô trước nha. À, bỏ vô nấu cho nó thấm vô gắn mới ngon các bạn. Chút xíu nó gần chín bắt đầu mình bỏ nước cốt. Nước cốt là đậm đặc luôn nha. Đó. Cái này béo lắm các bạn. Phần gắn anh em mình nấu nãy giờ cũng hơn nửa tiếng nha các bạn. Cà rốt vô các bạn ơi. Gắn này nó bự nó hơi dai các bạn ơi. Mình nấu cái mặn sắt cái nồi nước luôn ha, cái chảo nước luôn á. Đó, giờ anh Hiếu anh sẽ bỏ cái củ cải cà rốt vô nha các bạn, cho nó mềm nha. Quá sôi các bạn ơi, giờ anh Hiếu anh bỏ nước cốt dừa luôn nha các bạn. Nước cốt dừa nước cốt mà đặc luôn á nha. Đậm đặc nha các bạn. Đó, cái này là béo quá béo luôn á nha. Quá hấp dẫn anh Hiếu ơi. Quá trời đã, thơm quá thơm. Vậy là món ăn là sắp hoàn thành đúng không? Sắp hoàn thành rồi. Chỉ 15 phút sôi lên nữa là xong, ok. Quá thơm. Lá luôn nha các bạn. Ôm quá hấp dẫn rồi. Có ôm nữa nha các bạn. Cho ôm luôn. Bỏ hết luôn hết cho thơm nữa. Hết luôn chứ. Quá hấp dẫn à. Đậu phộng nữa nha các bạn. Rồi bây giờ tới bỏ vô hết rồi đậu phộng mình gắt lên. Cái món xào lăn nào hình như nó cũng có đậu phộng hết. Anh em mình sử dụng đậu phộng gan nha các bạn. Phộng ơi. Quá hấp dẫn ha. Quá hấp dẫn luôn. Thái tiệt, thái tiệt thôi. Ờ, anh Hiếu, anh thưởng cho anh Thái gì anh Hiếu? Chắc cái xương quá. Đây, gắn nè. Gắn này anh Thái với lại chú Út bắt nha các bạn. Đây chú Út này, bữa nay anh chú Út ghé thăm anh em mình luôn nha. À, vô Thái ơi. Để các bạn nha, cho gần nha. Mình mới làm vô các bạn ơi. Rồi, có anh Giang nữa. Chào các bạn. Những gương mặt quen thuộc không hả? Uống rồi. Không thấy rồi, cái này bụi lắm à. Rồi cái bình bóp nó hơi rồi. Làm mạnh cái bóp. Quá ngon, quá ngon rồi. Quá ngon. Quá vô. Quá sôi à. Rồi chấm đi anh Thái. Chấm đi chút. Coi có nãy tụi con lóc thịt hết rồi. Chốt một gắp miếng thịt đó. Còn rồi. Xương nữa tụi con ăn. Anh Hiếu, với hai anh Hiếu đi. Rồi tới em. Thịt đủ cho bố luôn mới được chứ. Quá ngon hả? Ủa, quá. Xương bỏ được tụi con. Sao à, cảm cái khẩu vị này sao ngon anh Thái? Ngon. Ngon. Ngon có nó vừa béo béo. Có bọng. Rồi bữa nào các bạn có đó, các bạn có ý tưởng nào hay các bạn comment cho mình nha không? Đặng anh em mình làm những món mới đi nha các bạn. Rồi đây ly rượu này anh em mình mời tất cả các bạn trên kênh dùng chung với mình cái món gắn xào lăn nha. Rồi vô các bạn ơi. Điểm chưa? Ngon. Ôi đã. Mà đây bạn, cái phần thịt gắn mình lọc qua nha bạn. Đó, hấp dẫn không? Cái cút dừa quá béo luôn nha. Rồi, mời bạn luôn nha. Dài chạy dọc hả? Hả? Ngon. Dạ, anh Thái đi làm giờ anh nó bụng cháu bánh mì ăn mới đã. Rồi tới đây các bạn. Mời bạn nha, không với mình nha. Hôm nay vú bự dữ nha. Nói. Đúng quá các bạn ơi. Làm về tăng đói nè các bạn. Còn bố à. Ngày khưa hơn ta. Hai. Này. Uống 50-50 thôi. 50-50. Bữa nay lủng chảo nữa. Tống chảo thằng quá. Lủng chảo. Phải nói cái món này nước dừa giống béo quá ngon luôn.
mạnh vô rồi. Nước củ hành đi. Gắn nè. Chấm nước luôn. Tại mua ớt hấp dẫn các bạn. Quá ngon nha. Quá chịu nhiều luôn đó. Mì gắn luôn cả. Gắn nhiều lắm. Cái chảo luôn. Bữa chưa tính luôn bao là cái ba cái dặn cái gì. Để đây cân thì chịu cân lại. Cân mình cân ấy. Cái gửi yếu quá. Cái gửi yếu. Còn thứ tư á. Thứ tư. Ở chiều động. Tư đâu, tư bao rồi, tư bao rồi phải không? Chiều cân đâu? Cân nguồn lớn, cân nhà thiếu. Chơi nha các bạn. Rồi cân đúng không? Chấm miếng gắn nha các bạn. Dạ, có số bể ra, không chính xác. Nó dạ. Còn đâu mà ấy quỳnh quỳnh. Sẵn củ hành nha các bạn, mặn quá. Rồi vô bạn. Sẵn lọc lắp xương ra nha các bạn. Này nhai khỏi lừa xương phải không? Khỏi xương có sạch lắm mà. Mà ăn chút xíu, mà ăn chút xíu nó lỏng chả còn xương nằm dưới á. Tại chiều chị có mới xương sườn mình mà đâu có chiên tính chiên mà không có thời gian à. Quá ngon. Rồi mời bạn lên bạn ơi. Chào bạn nha, hôm nay mình đến với nhau là gắn là xào lăn nha các bạn. Mời chung tất cả các bạn luôn nha, trên kênh nha. Quá các bạn. Bữa nay tối các bạn ơi. Anh em mình đã quá bạn ơi. Clip đêm không à. Giờ lên xúc vô cái cho nó đã ha. Mặn không anh em? Mặn phần nữa rồi, không có chấm, có bữa ớt còn có chấm các bạn ơi. Không quá các bạn. Có mì đâu mặn đâu hả? Mì đâu bạn ơi. Quết cho các bạn. Quết mì rồi bỏ xuống kia các bạn. Dạo vô miếng gắn khúc xương á. Thổi thổi để nóng mà tiêu ạ. Quá rõ. Phải nói cái gắn này mình lọc thịt cái ngon ha. Thứ một các bạn ơi. Quá ngon. Nói chung là nhai thôi, nhai không cần không sợ xương. Hết xương rồi. Từ vô quá. Quá ngon. Cho ra. Quá ngon. Chấm vô. À chỗ chấm cái nữa nè. Hôm nay nhân gió luôn. Được. Rồi tới mình chứ mình phải dứt chứ đâu qua tua đâu được. Quá. Qua tua đâu có được. Rồi vô các bạn. Chuẩn bị cho camera mấy cục xương đi. Mấy cục xương cho camera. Đây, camera gấp nôm đi. Làm tôm. Xương bạn ơi, xương sống nha. Đấy làm phun gụm lum hết. Vô. Đây, tay em. Còn nó vừa không béo. Quá ngon. Món này cực kỳ nha các bạn. Rắn này già các bạn. Các bạn làm thử coi, đó giờ mình mới làm á. Thôi, xin mời các bạn luôn nha. Phải nói cái xương sống này nó ăn nó hấm nước cốt dừa nó béo thiệt chứ. Mà không có thịt nhiều. Xương béo. Chủ yếu là lấy nước cốt mà hàng theo. Nước cốt béo rồi hết. Rồi mình chấm miếng nữa nha. Ngon. Wow. Rồi tụi mình các bạn. Chảy khúc tôm các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Củ hành đi nữa, cay cay nồng nồng nha các bạn. Làm gì tán đó các bạn mà vô gặp gỗ với gắn vậy đó. Không sao cãi được bạn. Này nhậu xong chút xíu liếm chảo luôn được không? Bóng chảo. Cơm ngon lắm nhìn đó. Sợ. Cơm ngon. Cay lắm á. Đó. Quá ngon à. Quá ngon các bạn ơi. Cơm đây à. Đâu ra luôn. Lại một thơm nữa các bạn. Mấy các bạn ơi. Tính ra anh bụng bự anh lặn hai cũng dài dữ ha. Lặn đến tới đít chảo luôn. Ớt thì chứ. Chấm miếng muối ớt đi các bạn. Vô. Quá ngon ha. Anh Thái ăn mà nghe hàng. Trời ơi, anh Thái ăn mặn nhất đó. Còn quá các bạn ơi. Mình có rồi mà thấy anh Thái ăn mình còn thêm đó.
Nãy giờ anh ăn thịt nhiều cho nè, ăn thịt nhiều cho con củ xương sống. Quá wow, quá đã. Rồi lắm luôn các bạn ơi. Anh Thái chấm mi đúng quá các bạn ơi. Cho anh Thái còn tôm nữa. À, ban đêm cũng có mặt từ lên nữa ha. Rồi. Wow. Xuống quá các bạn ơi. À, mà anh mở nhiều. Lấy đổ anh gấp ra chứ múc vậy chứ. Không à, mà anh mở nhiều cho anh ăn sinh sống đi. Sinh sống không? Cho anh ăn sinh sống đi chứ ở vậy đó. Bụng bự lên đẹp thành ra. Không có xương, cái xương này nếu mà đúng là nấu cháo ngon ha. Ngon. Quá trời thương. Quá ngon các bạn ơi. Phải nói chắc bữa nay phải nói cái tặng này quá sức tặng này các bạn. Quá sức luôn. Bữa nay lỏng chảo luôn à. Chảo lủng luôn các bạn ơi. Rồi mời các bạn. Rồi vô. 15 ổ này còn được 4 ổ hả? Mấy người quá đã. Tặng này quá sức mà. Quá sức. Chưa hết. Đồ đang phải làm 10 lít. Chấm cái nha các bạn. Nhận thịt nó giòn ha, nó nấu cái da với thịt nó giòn ngon ghê, ngon quá các bạn. Anh em mình kết thúc clip tại đây nha các bạn. Thì các bạn mình thấy clip anh em mình hay thì ủng hộ cho anh em mình để anh em mình có thêm cái tinh thần, cái động lực làm những clip hay để chia sẻ đến các bạn luôn nha. Thì bây giờ anh em mình nói lời tạm biệt, hẹn lại clip sau nha các bạn. Chào các bạn luôn. Rồi chào tất cả các bạn luôn nha.